Alo. Alo. Dạ. Nghe nè, chú đó ba chứng bệnh là nghe. Dạ. Cái chứng bệnh thứ nhất là lúc mà ổng hồi trước như vậy là ổng cãi lộn với người ta đó, rồi cái này tụi chàm nó thương ổng nghe. Nghe. Tụi chàm nó thương ổng bằng ngãi. Dạ. Anh Thông ơi, uống cà phê không? Anh uống cà phê không? Anh Thông uống cà phê không? À đây thưa các bạn, đây là anh Thông. Anh Thông năm nay đã ngoài 40 tuổi rồi các bạn. Thì theo như gia đình anh kể lại là hồi hồi trẻ, hồi trước năm 20 tuổi á, thì ảnh hay đi làm công quả với lại đi theo các cái nhóm, đi theo các chùa, đi vô các cái chùa chiền để làm công quả đó các bạn. Rồi một thời gian sau thì ở thời điểm đó thì anh có yêu một cô gái quê ở Bạc Liêu. Thì sau đó thì hai người này không có đến được với nhau. Và cũng song song với cái thời điểm đó thì ảnh bị phát bệnh. Thì cũng không biết là chưa không có biết chính xác lý do là gì, nhưng mà từ hồi đó tới giờ là ảnh bị tâm thần dạng vậy nè. Thì trước đây bị nhẹ hơn, thì gia đình có đưa đi chữa trị ở một số nơi, nhưng mà do ảnh không có chịu uống thuốc, ví dụ như là lúc mà bỏ vô trộn thuốc vô nước uống hay thức ăn đó, thì ảnh nghe mùi là ảnh không chịu ăn, ảnh đổ hết trơn đó. Rồi sau đó thì khoảng hơn 10 năm đổ lại đây thì gia đình phải xây cho ảnh một cái nhà đây, xây cái nhà vậy, bịt cửa bịt bùng lại, rồi nhốt ảnh trọng, rồi cho ăn uống ở trong này, sinh hoạt đồ trong này, và tắm rửa thì mình dùng cái giòi đây, tắm rửa dùng cái giòi dày để xịt vô đó. Thì ở đây có cái mùng, cái mền mền để cho ảnh đắp mỗi đêm các bạn đó. Thì nhiều khi mà để mùng mền hay là mặc áo vô vậy nè các bạn, thì ảnh cởi ra ảnh ị vô đó, rồi bắt bà lão là mẹ của ảnh á phải giặt giũ rồi đó, rất là cực khổ các bạn. Không, có một cái đặc điểm là ảnh ngồi, nãy giờ ảnh ngồi là ảnh bóp đầu liên tục, à, bóp đầu liên tục luôn đó. Mặc dù là mới học lớp 2, mới học tới lớp 2, nhưng mà thấy chữ nghĩa ở trên 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 tường á, ví dụ như ở ngoài hồi nãy ông anh hai của ổng nói là ở ngoài mà ai 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 đọc số điện thoại hay gì á là anh viết lại trên tường rất là nhiều, trên này đủ thứ số hả. Với lại có thêm một điểm nữa các bạn, rất là kỳ lạ là hồi nhỏ tới giờ không có biết gì tiếng Khmer đó, không biết tiếng Khmer, nhưng mà cái thời gian bị nhốt ở trong á thì ảnh lại đọc kinh bằng tiếng Khmer rất là rành. Và gia đình cũng đã mời thầy tới hỏi là ảnh viết vậy là có ý nghĩa gì, thì người ta nói là đọc kinh vậy hoàn toàn đúng đó, rất là kỳ lạ. Không có học tiếng Khmer nhưng mà lại đọc kinh rất là trôi chảy, đọc vanh vách, thậm chí là người nhà hỏi những cái người rành về tiếng Khmer người ta nói là đọc đúng hết đó, quá kỳ lạ các bạn. Thì gia đình cũng không biết là lý do vì sao mà ảnh phát bệnh vậy, thì cũng có những cái nghi ngờ là bị bùa ngải này kia, hoặc là cũng có thể là do sau cái việc mà tình yêu bị cấm cản nên là bị phát bệnh đó. Tuy nhiên là cũng chưa có thể khẳng định được điều gì. Ủa sau này ấy được hả?
cái đầu nó có cái nó ra nó cái đầu nó đau thì nó bóp. Dạ đó nãy nói có ông thầy đó ông nói là bị cái gì mà đau đầu đó là nãy mình ông nói đó ông nói dạ, bị đau đầu à. Dạ nãy mình nói chuyện mình đâu có nói cái chuyện mà bị đau đầu gì đâu à bà ba. Nó thường thường mình có khi nó ngồi cái nó bóp cái đầu nó muốn chết rồi. Bởi vậy tôi mấy hồi nghi là nó bị vụ mùa hải đó. Dạ. Mình đâu có biết nó đi mình đâu biết. Dạ. Vậy là chắc đi với bà bảy hội đó. Nó đi một mình. Thông ơi. Thông ơi. Đi về nha. Thông ơi, em về nha. Đi về nha. Em về nha. Nó có đi hay không theo tôi dự đoán vậy mà mình không biết có nó có đi hay không thì mình cũng không biết luôn. Dạ chú nói chuyện với lại cô ba mẹ của cái người bị bệnh nha chú. À cái bệnh đó là bệnh gì chú? Dạ bị tâm thần chú. À tâm thần tôi đâu có chữa được, cái đó là bùa ngải thì tôi chữa mới được nha chú. Dạ giống như cái bùa ngải vậy đó chú ơi, tại gia đình cũng nghi là bị bùa ngải á. À dạ, chú đó là lúc tôi điện cho chú đó hả phải không? Dạ chú này chú khác, cái trường hợp này khác á chú. À, dạ thì chú con có ở đó không? Dạ chú có ở đó không? Dạ con đang còn ở đây nè. À chú ở đó hả? Dạ bây giờ tôi nói chú nè thấy chưa bây dạ. Giờ thì hả nếu mà có vô bác sĩ khám rồi này kia thôi chưa? Dạ khám à. Dạ khám rồi uống thuốc rồi nhưng mà cũng không có hết chú ơi. Không là bác sĩ cho là tâm thần hả? Dạ đúng rồi. À, dạ à, tâm thần mà cái đó là nó quậy phá nhiều không? Dạ quậy cái thời gian sau này mới quậy nhiều chú. Giờ nhốt à. Ở trong cái phòng vậy đó. À. Dạ. Yeah. Bây giờ tôi nói với chú là nghe thấy chưa? Cái đó thì cái đó là phải giờ đem trực tiếp lên tôi bây giờ tôi coi như thế nào. Bây giờ chú đó tên họ gì chú biết không? Dạ tên họ hay là chú nói chuyện với mẹ của cái chú đó nha, hỏi thông tin gì thêm ha. Dạ. À, cho tôi biết coi tên dạ. Họ của người đó rõ ràng. Nói giùm con chính thông. Tâm thần hay là bị cái tướng thì là tôi mới biết được nha. Dạ, chú đó tên là Tô Chánh Thông chú. Chú Tô Chánh Thông hả? Dạ, Tô Chánh Thông. À bây giờ tôi nói với chú nè thấy chưa? Dạ. Bây giờ tôi đang có bây giờ khoảng có chừng 10 phút nữa. Dạ. 15 phút nữa chú qua điện lại tôi. Bởi dạ. Vì chú đang có gỡ ngải cho cái người phụ nữ này là ra bây giờ tôi đang có làm gỡ ngải thành ra thông cảm chút xíu thì là tôi mới nói chuyện được. Dạ. Mới lên bàn được nha. Dạ dạ đúng dạ. Chưa? Dạ dạ. Rồi. Ông đang gỡ. Tô Chính Thông. À Tô Chính Thông rồi. Dạ. Rồi bây giờ cháu nó sao có nó đi khám bác sĩ thì bác sĩ nó bị tâm thần. À. Nhưng mà có nhờ thầy này kia nó có coi như thế nào chưa? Coi thì cũng hơi lâu rồi mà nó bị ngặt gì vậy nó không chịu uống thuốc. À để bắt đầu tô gì? Tô Chính Thông. Tô Chính Thông hả? Chánh. À rồi Tô Chính Thông rồi. Dạ. À, 15 phút bắt đầu cả bạn nghe. Dạ. 15 nữa. Nếu mà nó có bị cái kia đó thì thì ông này dọc chắc giải được. Mà theo con thì đó. Rồi không biết làm sao nữa. Nó bị là bên cái tê cái tâm thần nữa. Tâm thần là nhiều hơn chứ. Nhiều hơn. Bởi vì nó có khi là nó ngồi mình là nó kêu tên con kia một thời gian rồi bây giờ nó nghỉ. Ồ vậy đó hả? Kêu tên cô Thủy hàng địa của ổng á ha. Rồi lâu lâu nó gặp tôi nó hỏi ông Thủy. Ông Thủy cái này có hay về không? À. Thành ra từ chỗ khoảng đó tôi hồn nghi là nó bị cái kia là nhiều hơn chứ không phải bị bên tào phái. Tào phái có nghĩa là bị bùa. À. Còn nó bị tâm thần là không phải bên tào phái mà nó bị bên chánh phái. Đó. Ừ. Bởi vì tôi kêu cái nôm na của tôi là tào phái là coi như bùa ngải. Dạ. Nó còn mình tâm thần đâu phải là tào phái. Nó mà sao nó ngồi có khi nó ngồi nó mắc bùa bắt ánh tùm lum mẹ ơi. Mắc bùa hả? Rồi nó bắt nó ánh cái tay nó làm nó bắt ánh mắc đồ tùm lum hết trơn hả? Ông làm vậy hả? Rồi có khi nó đọc kinh Khmer nữa. Rồi mình không biết nó bên nào.
đọc kinh Khmer, nhưng mà trước đó thì có biết gì về kinh đó không? Không, không. Không biết tiếng Khmer đâu. Không biết tiếng Khmer đâu. Cái ông ở bên đây nè, ông nghe. Dạ. Tôi hỏi cho chú Năm chứ thằng Lý Thông nó đọc vậy mà trúng không? Dạ. Ông nói trúng hết trơn á chị. Là tôi... Là hồi nhỏ là không biết gì về tiếng Khmer. Không biết chữ gì hết. Mà bị tâm thần cái là giờ đọc kinh đọc rồi rồi. Rồi nó ngồi cái nó bắt bùa bắt ấn, nó quay nó làm giống hệt như là hồi đó nó đi chùa, nó đi với thầy Năm nữa đó, rồi nó đi quỷ lạo đó, đi tùm lum á, nó đi tùm lum hết trơn. Hồi đó nó ở chùa nhiều hơn nhà, ở chùa nhiều hơn nhà. Ừ. Rồi tôi chỉ hồn nghi sợ nó bị vụ đó thôi. Tôi là ở nhiều hơn nó nữa, đi với bé ăn cơm chùa gì, ăn cơm tới chùa Khmer luôn. Nhưng mà nếu mà dính bùa vậy thì cụ thể là bùa gì, theo bà ba là bùa gì? Không biết đâu. Bùa nhà có tình nguyện quá trọng cái đó hả, mình không biết. Gia đình là nói chung nói về bùa và phép là không dám đụng vô. Không có đụng vô, không có chạy. Chỉ hồn nghi thấy nó làm vậy đó vậy thôi, hồn nghi vậy thôi. Dám cái chuyện từ nhỏ lớn. Từ nhỏ lớn, gia đình không có chạy. Bùa phép là không có dám ai đụng vô hết. Nó gia đình là nói chung là vậy. Gia đình là không có xài gì bùa gì hết trơn. Không, không có, tuyệt đối à. Bởi vì chơi đó nó con dao hai lưỡi. À. Nó không dám chơi, nó chưa được. Cái này tôi chỉ sợ là nó bị vậy thôi. Đi chơi với bà thì gặp người này người kia phá nó đó. Rồi phá nó thôi, chứ còn ở nhà thì không có trại vụ đó. Dạ. Trại tết theo. Đã đẹp hơn. Alo. Alo. Dạ. À, nghe nè, chú đó qua chứng bệnh lần nghe. Dạ. Dạ. À, cái chứng bệnh thứ nhất là lúc mà ổng hồi trước như vậy là ổng cãi lộn với người ta đó, rồi cái này tụi chàm nó thư ổng nghe. Tụi chàm nó thư ổng bằng ngải. Dạ. Dạ. À, bây giờ con người của ổng là ngải nó đi giúp con mình ở trên mình. Là điểm thứ nhất. Dạ. Điểm thứ hai nữa là ổng to, bị chim to. Điểm thứ ba nữa là chim con đó là nó nhức cái đầu ổng quá, nhức thành ra nó rối loạn tình hình đó, là về tâm thần là bác sĩ coi nói cái đó là đúng nhớ chưa. Dạ. À, là hai điểm. Điểm thứ ba nữa là ổng ba đang thật giờ là cảm xúc trong mình ổng nhiều lắm, thành ra ổng nó nhức biết ổng rồi, là ổng rối ổng rồi, là bắt đầu ổng phải ai vậy đó. Dạ. À, bây giờ tôi nói chị nè, ha, bây giờ chị làm gì cho tôi, rồi chị nhát cái điện thoại lại rồi tôi làm cho chị được. Rồi làm sao thầy? À, bây giờ thì bây giờ mua trứng gà ta mình thấy chưa? Dạ. Yeah. Mua trứng gà ta mình cái bắt đầu bỏ một chút trứng vô trong cái đầu vậy ha, cái bắt đầu mình bắt lên bếp ra, cái bắt đầu mình thẳng quậy từ từ cho nó động cho đều, đặng cho nó đều cái đồng trắng á, ha, thấy chưa? Yeah. À, tới khi nào mà sôi cái bắt đầu giảm lửa là cái bắt đầu sôi cho nó cứng thì chín đầu đó đàng hoàng rồi á, thì bắt đầu nó là chú Minh thấy kịch thì tình giờ đàng hoàng, nó là chú đem xuống là đàng hoàng đó, chú có lọc lột cái vỏ ra hết, thấy không, cái bắt đầu bỏ qua cái tô khác, thấy chưa, lọc vỏ ra bỏ cái tô khác rồi nó bắt đầu chú đốt lên cho chú ba cây nhang để trên cái tô đó, cái tô đứng đó, chú lọc lầu ra hết chưa. Yeah, yeah. À, cái bắt đầu chú điện lại cho tôi nói là giờ chú ơi làm hết nó là còn là tôi chánh thông chánh thông nhé. Dạ. Tôi chánh thông này á, thông này là cho tôi chút thì bắt đầu nó là tôi làm lại bắt đầu tôi đặt vào riêng tôi thổi vô đó rồi tôi lấy cái trứng gà nó cô lăn trên đầu rồi nó xuống tới chân nhé. Dạ thầy ơi. Mà bây giờ ngặt nổi không dám lại gần nó thầy ơi. À, giờ cũng phải là làm sao chúng đồng ba bốn người ở đây à, chúng nhau đây cũng cho lần cho anh. Dạ. Lần được, cũng cho mời cái cũng tìm cái là thấy anh bớt dẫn dụ rồi, bây giờ bắt đầu cái tình đó. Dạ. Thấy là mình đi làm được rồi đó, nghe. Dạ. À, bị ảnh son ảnh cũng son cái này là son, ta chỉ là son cấu độ lòng định đó, thấy chưa? Dạ. À, có lần cái đầu ra bác sĩ coi là nó đúng là nó cấu độ lòng định là tâm thần là đúng, nghe chưa? Dạ, dạ. Nghe. Dạ. À, mà bác sĩ không biết nữa, cái bệnh đó đâu tôi thì là không biết nữa, mà ngày tôi ở xa quá là tôi đi không được. Dạ, yeah, dạ. Yeah. À, rồi bắt đầu chỉ lăn trình, mà hai bữa là nó bớt nhẹ ảnh rồi là
muốn điều khiển anh sao là cũng được đó. Dạ. Năm trong hai là nhẹ rồi. Buổi sớm ơi, chục trứng, buổi chiều chục trứng, mà hai bữa vậy là thấy anh nhẹ rồi, là bắt đầu điều khiển được. Dạ. Dạ, lăn từ trên đầu xuống tới dưới luôn á thầy. À, tới chân luôn. Dạ. Có mặt quần xà lỏng về rồi cứ việc đè xuống rồi cứ việc lăn. Dạ. Dạ. Lăn không tăng lực lên, lăn cái trứng nó nhẹ 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 từ 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 cho nước vô. Dạ. Cho nước vô cái trứng đó ha. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Khi mà vừa có làm cái thổi trong trứng rồi đó xong hết đầu là bắt đầu cô tôi biểu cô để cái điện thoại trên cái đầu cổ cô chú thì bắt đầu tôi thổi nhé. Dạ dạ. Thổi cho cái cải nó ra để mình lăn lấy rác lấy nó ha. Dạ dạ. Thấy chưa? Dạ. À, rồi, rồi, rồi. Dạ dạ. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Dạ. Rồi chị cứ nói đi. Mua một chục trứng gà ta, bỏ vô trong cái nồi luộc, nhưng mà điều trước khi bắt lên luộc thì chụm lửa ít ít thôi, lấy cái đũa quậy quậy hoài một hồi vậy nè, cho nó lộn xộn trong trắng trong trong đỏ đó, cho nó lộn xộn. Xong rồi á, mở lửa cho nó sôi lên, mở cho nó sôi thiệt sôi, cho nó chín thiệt chín, rồi đem ra lột cái vỏ đó để trong cái tô. Lột hộp gà rồi để vô cái tô. Xong rồi đốt ba cây nhang. Đốt ba cây nhang xong rồi mới lấy cái số điện thoại của ông thầy nè. Chế nó điện cho ông thầy là nói là chế lột hộp gà rồi hết. Đó, rồi rồi cho ông thầy ổng thổi phép vô trong cái trứng gà đó rồi mới đem ra lăn cho nó. Lăn cho nó là đem ra đó cũng nói điện thoại cho ông thầy rồi để cái điện thoại trên đầu của nó á. Cho ông thầy ổng thổi. Rồi lăn. Ông thầy à, chị ráng lăn đi rồi chị lăn đi rồi chị bẻ cái tầm đỏ tầm trắng ra thì chị coi tầm giống y như một cái trái chôm chôm vậy. Lăn xong rồi bẻ cái trứng nó ra trái chôm chôm vậy. Dạ, dạ. Mà yêu cầu tôi chị làm đi rồi chị gác ba cây nhang lên đó rồi tôi làm phép trong cái đó rồi là bắt đầu chị đem cái điện thoại chị để lên đầu ổng rồi tôi thổi cho một cái nữa chạy xuống nhau ba bốn người vô đè đi rồi làm nghe. Dạ. Nghe chưa? Chừng bữa nay chị làm bây giờ luộc trứng gà đi. Dạ, bây chắc mai hay mốt. Dạ chắc ngày mai hoặc ngày mốt mới có làm có thầy người, mới có đủ người thầy ơi, còn bây giờ có một mình anh ở nhà không có làm được thầy. Bây giờ cũng phải kiếm người đi rồi làm được tốt nào tốt nấy nha. Dạ. Rồi thì bắt đầu là đè xuống đây rồi bắt đầu là tới đâu thì cứ nhá đi, tôi đi giờ nào tôi cũng ở tại các bạn hết. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Rồi cảm ơn thầy. Dạ. Rồi. Lột hộp gà xong rồi lấy nhang đốt gác lên cái tô vậy nè, gác lên cái tô vậy nè, rồi nhá cho ổng, điện cho ổng, rồi ổng làm phép trong cái hộp gà xong rồi đem ra rồi để cái điện thoại trên điện cho ổng, rồi để cái điện thoại trên đầu thông á, ròm á, rồi ổng làm phép rồi mới lấy cái hộp gà đó lăn từ trên xuống dưới. Bữa nào làm kêu thằng Trí, thằng Thi đồ nó lên nó đè ra một bữa, không lẽ ba bốn anh em làm không lại nó mượn ở xóm nữa. Mà chắc bữa đó chị xuống phụ bả, tức là chị cách bả làm à? Chị vậy biết sao không, chị bắt đi làm công cho người ta. À vậy đó. Chị đâu có ở nhà được đâu. Hay là giờ lấy cái viết lại bà. Viết đi. Chị sống có một mình chị à, đâu chồng đâu con gì đâu. Ồ vậy đó. Bởi vậy mới ở không mới vậy nè, nhưng mà điều chị phải đi làm công cho người ta, làm một ngày có 100.000 à cũng phải đi làm chứ không làm lấy gì ăn cơm. Ông nói làm liên tiếp 2 ngày. Một ngày 2 lần mà làm liên tiếp 2 ngày. Yeah. Mua 40 hộp gà để sẵn đi. Rồi mượn thiền kiện Thi với thằng Trí là hai thằng, rồi kêu thằng ấy nữa, thằng Nam lên. Trời ơi dư sức. Chắc có 4 thằng của họ tắm hôm Tết, xúc ra 4 người đè xuống đè không nổi ông. 4 người đè không được hả? Ông to cao vậy mà. Thì bây giờ thì cha con Thi là 2 rồi thêm Trí nữa là 3 rồi mượn mấy người vòng vòng đây 2-3 người nữa. Rồi làm vậy đi, cứu nó đi chứ giờ biết làm sao giờ. Ông nói lăn rồi bẻ cái hộp gà ra coi đi, nó như trái lum chôm vậy đó, nó một gai một ốc như trái lum chôm vậy đó. Vậy là đúng rồi đó. Nếu mà nói chị bà nói nhớ lại nó đi dưới là coi chừng nó vướng dưới, hoặc là con nhỏ kia làm gì nó rồi đó. Nhỏ kia ở Bạc Liêu. Mấy cái vụ bùa ngải sợ quá ta. Bởi vậy ghê quá. Mà tôi không có xài, từ nhỏ đó tôi không có xài. Nhiều khi nó đi nó bị người ta không thì mình không biết. Ông nói nó bị người ta làm nó mà. Ông
ông nói vậy luôn hả? Ông nói nó bị ta thư luôn đó. Ông nói bị ba cái, bị ba cái, một là bị thư, hai là bị xoang rồi đau đầu, thường đau đầu. Với lại ba nữa là cái gì ba? Cảm nhiều quá, cũng như bị sốt trong người hay sốt trong người á, cảm sốt nhiều quá. Nãy giờ em để ý là em thấy nó bóp đầu. Nãy giờ đứng bóp đầu, ngồi bóp đầu không à? Đầu nó không, nó đau cái đầu á. Đó. Nãy giờ là em để ý là em thấy nó bóp cái đầu nó không á. Có khi ông bóp đầu nó ra đau cái đầu vậy đó. Rồi giờ chế ba tranh thủ, chế ba ráng làm cho nó đi. Bà ba ơi, con có cái ông chú ở bên Thụy Sĩ á, thì ổng giao cho con mấy 4 triệu ba mấy triệu đó, thì chú đó dặn con là đi mà gặp hoàn cảnh nào khó khăn hay gì đó thì gửi cho người ta. Thì cái này con gửi cho bà ba ha. Cảm ơn. Mua trứng gà rồi để làm cho ảnh ha. Rồi chế ba mua trứng gà đi, lấy tiền đó mua trứng gà làm cho nó đi. Ha. Mua có vụ mua được mà sợ có nước mặn mà chắc em á, chắc em không lợi. Trời ơi, thiền thi nè, chắc rồi phải nhờ Nam nè, hàng thêm hàng xóm tới người ta rồi kìm trí thêm nữa. Rồi mượn 2-3 người nữa, mượn 3-4 người nữa. Chạy nó đi giặt thuốc uống mẹ nó đi. Thông ơi, nhức đầu hả? Gì hả? À, Thông, nhức đầu hả? Nhức đầu hả? À, rất là đặc biệt nha các bạn, rất là ít nói. À, như nãy giờ người nhà người ta cũng nói với mình nha, là gặp người lạ là anh Thông không, đặc biệt là không có nói chuyện luôn.